Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Chiến Sự. Và hôm nay tôi di chuyển về phố Hiến Hưng Yên. Và sau Chiến Sự là đình Ba Nóc, một trong những cái đình rất là nổi tiếng. Và Chiến Sự sang đây hỗ trợ cho một anh bạn một số những cây xanh cũng khá già. Tuy nhiên thì sau một thời gian anh để dưới vườn và lần này thì anh lại quyết định cho lên chậu. Và bây giờ thì tôi sẽ ghi hình gửi đến quý vị và các bạn. Các bạn đừng quên, đặc biệt những người mới tìm hiểu cách làm cây từ Chiến Sự, hãy đăng ký và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những video mà Chiến Sự thực hiện. Cảm ơn các bạn. Vâng, kia là đình Ba Nóc và đây là một số những cây mà được đặt dưới vườn. Một số những cây đã hoàn thiện. Thứ nhất, tinh kỳ. Thứ nhì, phố Hiến. Phố Hiến cũng được mệnh danh là thủ đô buôn bán sầm uất từ thời cổ đại. Ngoài những cây trên chậu thì đây còn một cây bóng mát anh em đang chặt. Và đây là những cây phía vườn đằng sau nhà. Cũng rất là nhiều đầu đây các bạn. Nhưng mà chúng ta để dưới đất thì cái giá trị nó sẽ kém. Cho lên chậu nó già cây và chất chậu nó có thời gian nó sẽ đẹp hơn. Đây là những cây xanh mà trước đây cũng đã từng trên chậu rồi, nhưng mà do không chăm sóc được anh quyết định cho hăng đất, và đợt này thì sự hồi phục trở lại. Vâng, đây là một trong những cây cũng rất quý. Đây chủ nhân đây. Vâng, chào anh nhá. Chào bác Tài Kiến Sự. Vâng. Anh có nhiều cây đẹp ấy chứ, nhưng mà đúng là phải lên chậu là. Đây các bạn. Đây. Loạt các bạn. Ở phía trước một cây bóng mát đang được cắt. Vâng, và đây là những cây tại vườn của anh Quyết, Dốc Lã, Hưng Yên. Và những cây này thì sau quá trình một thời gian nó đang bị quá lứa và bây giờ thì cần phải cắt lại triệt để sau này chúng ta cứ thế là chúng ta chơi thôi. Và như trên màn hình các bạn thấy là cái tỷ lệ cây những cây xanh này rất là già, cốt đẹp, nhưng mà do tay cành nó hơi bị dài. Đấy, như các bạn nhìn thấy là cần phải cắt kỹ để chúng ta chăm sóc một thể. Thì không phải cắt đi cắt lại. Thôi rồi, không phải tuốt trên nữa. Lấy cho chú cục phấn. Như các bạn nhìn thấy cái tay phía bên phải đây, nó rất là dài. Thế rồi cái ngọn mà đây, cái ngọn này các bạn. Đó, nó vừa thẳng mà nó lại vừa cưỡng. Hay cái thân này cũng vậy. Cây này là hai thân các bạn nhé.
hai thân thì các bạn thấy cái thân bên này nó cũng rất là cứng. Vậy thì ta sẽ phải lọc chuyển nó đi, vừa lùn vừa đẹp. Còn những cái điểm này chúng ta lũa nghệ thuật ra đi thì nó sẽ nhũn cây ra. Có vẻ các bác lại thích cây nằm nghiêng thì phải. Hôm thằng bạn đi về nó mang một cây về, nó bảo thằng ngay vàng rất thiệt. Thằng thì mình dùng ngay một từ thế nào này. Đây là con xong là cái đoạn cái rau ra cái nó quất vào nhau ấy, cho nó cắt ngắn lại. Không gọi là đầu tiên gọi kéo rồi. Ba cánh không? Ngay vào rất chặt đi. Gọi là gọi là chơi kìa.
thì sùng thì xài phết nhỉ. Dọn cái máng mang cái máng để mà để đâu chứ. Ở đây các bạn thấy nó có những cái rễ này nó đi tắt lên và nó sẽ làm cho to đầu. Và khi mà có những cái rễ này nó phát triển thì cái cốt mà chúng ta chơi thì nó lại không hóa ra được. Nên là do đó chúng ta phải bóc những cái rễ này đi. Vâng, như vậy là tôi đã hoàn thành phôi này. Mặt sẽ lấy mặt này là mặt chơi. Đấy, các bác này bác ấy cũng quan sát rất kỹ. Đẹp không anh? Đẹp lắm. Vâng. Mặt chơi đây các bạn nhá. Đấy. Hầm hố và nó có mấy con tử ở dưới. Cắt kỹ này thì chúng ta sau này nó đỡ phải cắt lại. Video này thực hiện tại vườn anh Quyết Dốc Lã Hưng Yên. Và bây giờ thì xin kết thúc video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong một video sau.